làm tí kẹo không? Kẹo này nếu mà ông nào 9x thì kiểu gì cũng biết đúng không? Tôi vừa làm mấy cái xong, dính vào răng, ngọt ơi là ngọt. Ngày xưa tôi nhớ là bé tôi, mặc dù nhà tôi bán cái kẹo này nhưng mà một tuần tôi được ăn có một cái thỏi đến hai cái thỏi như thế này thôi. Nhưng mà ăn ngọt ơi là ngọt và sâu răng khá nhiều. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không review kẹo. Chúng ta sẽ quay trở lại chuyên mục clone, đó chính là review về Latafa Asad, một trong những chai nước hoa đến từ Trung Đông và được cộng đồng Fragrantica, một cộng đồng nước hoa khá lớn ở trên thế giới, bình chọn là chai nước hoa tốt nhất trong năm 2012, mang cái mác đến từ Trung Đông. Và cùng tìm hiểu xem chai nước hoa này có đáng mua và phù hợp ở khí hậu Việt Nam hay không. Bắt đầu nhá. Đầu tiên thì nhắc tới Latafa thì các bạn nghĩ tới gì? Mấy ông Trung Đông các bạn nghĩ tới gì? Bám tỏa khủng. Yeah, clone. Yeah. Nhưng cái mà các bạn sẽ cần phải nghĩ tới và nhìn thấy ngay, thiết kế. Trời ơi, nhìn cái thiết kế này, nhìn mà biết Trung Đông luôn. Những nhà nào mà tôi chỉ cần kiểu xem những cái bài viết mới, những cái chai nước hoa mới mà ra mắt ấy, tôi chỉ cần nhìn một phát thôi tôi biết là đến từ đâu và là Asad đến từ Trung Đông, và nhìn một phát biết nó giống như mấy cái kiểu cái hộp đựng những cái giấy cói từ thời Trung cổ, kiểu bí kíp ma thuật võ thuật các kiểu ấy. Và với cá nhân mình thì mình không hề thích cái thiết kế này một xíu nào, để ở trên kệ nó cũng kiểu ma mị, nó cũng kiểu hơi phèn phèn đấy. Nhưng mà có một cái mà mình thích ở chai nước hoa này, đầu tiên đó là về vòi xịt. Rồi ổn, không tệ, không xịn được như Dior Sauvage Elixir thôi, nhưng mà ổn. Và cái thứ hai là các bạn có thể nghe thấy này, cái phần nắp này. Đây. Đó. Tiếng cạch rất chắc chắn. Và ngoài ra nếu như các bạn là người trực tiếp cầm và các bạn ấn ý, thì cảm giác nó có một cái lẫy rất là chắc xung quanh cái phần viền, mà khi các bạn ấn vào các bạn có cảm giác nó bung cái tay khi mà các bạn cầm cái phần thân ra. Đấy là một cái mà mình đánh giá rất cao ở Latafa Asad về cái phần vòi xịt cũng như là cái phần nắp của chai nước hoa này. Tiếp tới thì chúng ta đến với phần mùi hương. Ở trên thế giới thì nói Latafa Asad rất là giống với chai Dior Sauvage Elixir, đúng không? Và tôi thấy rất nhiều ông hỏi tôi là chai nước hoa này có đáng mua hay không, quan điểm của anh như thế nào. Em thấy bên Bờ Lăng bán rất nhiều, nên anh có thể cho feedback được không để em xuống tiền mua, em chỉ chờ mỗi anh thôi. Ok, về phần mùi thì Latafa Asad và Dior Sauvage Elixir, khi mà mình đã dành đâu đó khoảng tầm 6 ngày liên tiếp vào những buổi sáng side by side hai mùi với nhau, và chắc chắn rằng ngay khi các bạn vừa mới xịt hai mùi hương này ra, các bạn sẽ nhận ra được đâu là Latafa Asad và đâu là Dior Sauvage Elixir. Bởi vì với Latafa Asad, khi các bạn vừa mới dính ở trên da thôi, cái dung dịch ở trong ngoài da, các bạn nhận thấy một cái mùi cồn cực kỳ rõ rệt. Có thể là do cái hàm lượng tinh dầu cũng như là cái chất lượng nguyên liệu của Latafa Asad nó không bằng được Dior Sauvage Elixir. Nhưng mà thực sự thì cái cảm giác ngay khi các bạn vừa mới xịt ra, các bạn đưa mũi lên người như là các bạn đang ngửi một cái lọ cồn vừa mới mở ra vậy. Cái cảm giác sốc và cái phản ứng giật ngửa về sau mình chắc chắn là sẽ có nếu như các bạn ngửi ngay tức khắc. Đó. Còn đối với anh này thì nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, rất mượt mà, và cảm giác rằng các bạn có thể ngửi ngay khi các bạn vừa mới xịt ra. Đó là cái sự khác biệt nhá, về cái hiệu ứng. Cái sự khác biệt thứ hai ở trong cái phần mùi hương ở top note, đó là sau khoảng tầm 5 phút ở trên da, khi mà cái mùi cồn nó bay bớt đi, thì các bạn sẽ thấy hai con này thực sự nó có nét giống nhau đấy. Em này mang đúng cái hơi thở của Dior Sauvage Elixir, nhưng nếu như dành thời gian kỹ như mình thì các bạn sẽ thấy đó là ở Dior Sauvage Elixir nó mở ra một cái bay mùi rất đậm, dày, ấm mũi, rất rõ rệt đến từ cái nét phấn bột của lavender cùng với nét hơi the the một tí. Còn đối với em Latafa Asad, nó cũng có nhưng mỏng hơn khoảng tầm gần một nửa, chưa nói đến một nửa nhá. Và cái nữa đó là một cái bay mùi ngọt trái cây, ở đây cụ thể là dứa. Và nếu như ai đã ngửi qua những con dứa, thí dụ như là Hasivat của Nissan, Pirelli America, thì các bạn sẽ thấy một phần đâu đó ở cái phần top note của Asad cũng sẽ có. Đây là cái điều mà mình khẳng định với các bạn luôn. Và cái bay mùi
của hai con này, cái độ sáng ở phần top note ấy, thì với mình Asad sáng hơn, nhẹ nhàng hơn, hiền dịu hơn so với Dior Sauvage Elixir. Và sau khi hai mùi hương này dry down ở trên da mình thì Latafa Asad càng ngày càng nhẹ dần, tỏa cũng nhẹ nhàng hơn và có cảm giác nó như kiểu nó cố gắng bám lấy da mình với một cái hy vọng rằng tôi giống Dior Sauvage Elixir và giá tôi rẻ hơn. Và nó cứ như vậy, và nó mùi hương thì gần như rằng không biến chuyển. Nhưng nếu như các bạn lại ngửi kỹ thêm một lần nữa thì các bạn sẽ thấy cái bay mùi ngọt vanilla lên khá rõ ở đoạn cuối. Và mình nghĩ rằng là sau khoảng tầm 3 tiếng các bạn ngửi hai mùi với nhau gần như nó không có sự liên quan lắm đến nhau luôn. Đây là sự khẳng định với các bạn, hãy dành thời gian ngửi nó, kể cả cái bản gốc. Còn nếu mà bạn chưa xem bản gốc thì mình khuyên các bạn nên xem bản gốc, nó sẽ hiện đâu đó đường link ở trên này để cho các bạn rõ. Còn với Dior Sauvage Elixir càng về sau nó càng trở nên hấp dẫn, thú vị, thu hút từ cái độ tỏa cho đến cái hơi hướng làm mùi tối trưởng thành. Và với cá nhân mình thì càng ở lâu trên da thì Dior Sauvage Elixir càng hay. Còn đối với Latafa Asad thì nó vẫn mang hơi hướng clone khá nhiều. Và clone thì thực sự nó cũng là một cái phiên bản chỉnh sửa hơn. Nó làm mình nghĩ tới những chai như kiểu 9PM của nhà Upnon hay là Supreme Mercy Silver. Một cái phiên bản dễ tiếp cận hơn và mang cho mình hơi thở. Nhưng mà có thể là thở 3 cái thì mới có một cái giống với em này. Và mình có thể chốt khẳng định với các bạn rằng Dior Sauvage Elixir và Latafa Asad nó có độ giống nhau khoảng tầm 70-80% ở cái khoảng tầm top note khi các bạn vừa mới xịt ra. Dry down là có sự khác biệt và các bạn có thể dễ dàng nhận thấy. Thì cái này mình nghĩ rằng là cái sự làm nó dry down nó không giống ấy, nó là sự cố tình đến từ nhà Latafa, đặc biệt là con Asad này. Tại vì đây là trên cái góc nhìn của mình thôi nhá, thì Latafa Asad nó tạo cho chúng ta có cái vai giống với em này, là clone với một cái giá thành rẻ hơn. Nhưng các bạn thử nghĩ xem, với một con như là Elixir thì nó sẽ phục vụ cái độ tuổi ít nhất là tầm ngoài 25-27 tuổi đổ ra. Ở một cái độ tuổi mà các bạn đã có một cái thu nhập tốt, các bạn có thể tìm đến nước hoa hoặc các bạn tìm đến những trang có thương hiệu. Nhưng ở độ tuổi đó mà recommend cho các bạn một con mùi giống với em này, đó là con Asad này, và làm gần như giống hẳn, nhưng mà với cái mức giá rẻ hơn đến từ Trung Đông, thì chưa chắc người ta đã mua. Thế nên con Asad này nó có cái xu hướng là chuyển đổi làm theo cái hơi hướng sáng hơn, mỏng hơn và về sau dry down ra cái nét ngọt nhiều hơn, để họ có thể tiếp cận cái tệp khách hàng là những người trẻ hơn. Mùi hương này mình nghĩ là đâu đó khoảng tầm 18-20 tuổi là các bạn hoàn toàn có thể mặc được rồi. Và ở cái độ tuổi đó cũng là một cái độ tuổi mà các bạn chưa có nhiều điều kiện tài chính để có thể xuống tiền mua một chai Dior như thế này, với cái dung tích còn ít nữa. Thì cái việc mà các bạn hướng tới Asad để có thể mong muốn rằng chúng ta có một phiên bản clone, nhưng mà đây là một cái sự cải thiện mình đánh giá khá là ok từ cái phía nhà Latafa đó. Còn bảo là giống thì thực sự là không giống hẳn, nhưng mà đây là một cái phiên bản làm trẻ trung hơn để tiếp cận và với một cái giá thành ok. Chứ mà làm giống hẳn thì tôi nghĩ rằng là có khi lại khó bán. Tôi nói thật đấy, tại vì tầm 25-27 tuổi như kiểu 30 tuổi như tôi lựa chọn mua một sản phẩm, tôi tính toán rất kỹ và tôi có những cái giá trị riêng khác với tôi khi mà còn 20 tuổi. Thế thì cái hiệu năng của nó sẽ cụ thể như thế nào so với em này? Thì con này ở trên da mình tỏa tốt trong khoảng tầm 1 tiếng đầu và giảm nhẹ theo thời gian, và tỏa tốt ở đây nó khoảng tầm 1 cánh tay hoặc có thể là hơn 1 cánh tay một tí. Và nó vẫn sẽ yếu hơn so với Dior Sauvage Elixir ngay ở cái phần khi các bạn vừa mới xịt ra. Và cái thứ hai thì đó chính là về độ lưu hương. Thực sự thì Latafa Asad sau rất nhiều ngày test, từ ngày nắng cho đến ngày gió mùa, thì trên da mình nó đâu đó khoảng tầm 5 đến 6 giờ. Nó không tốt như những con như là của Amat, Club de Nuit hay là kiểu những con Latafa khác, mà nó chỉ đâu đó trung bình tầm 5 đến 6 giờ thôi. Và đương nhiên cái độ tỏa đấy thì anh Dior Sauvage này nó cho nó ra chuồng gà bay luôn đó. Thì đây là cái điều mà các bạn cũng cần phải nắm rõ, tại vì đến với mùi hương này thì mình nghĩ là các bạn cũng mong chờ một cái hiệu năng tốt nữa, nhưng mà đây là cái hiệu năng mình muốn chia sẻ thực sự với các bạn như vậy. Còn về cái phần phong cách như thế nào thì hãy xem lại video em này, và bạn sẽ là cái hơi hướng là nếu như bạn mặc mùi hương này độ tuổi 18-20 nhưng mà theo cái style
mà các bạn phấn đấu trở thành đó là mặc vest. Mặc những cái bộ vest không nhất thiết là phải những bộ vest nó quá đắt đỏ, mà có thể là những cái bộ vest may sẵn của những cái thương hiệu hoặc là của trên Shopee, TikTok. Các bạn định hướng cho mình là tôi sẽ là một anh chàng lịch thiệp, sang trọng, tôi sẽ khoác lên mình những cái bộ vest trông nó kiểu những cái bộ vest kiểu ăn mặc như là đi chụp ảnh kỷ yếu ấy. Đấy, hơi hướng kiểu như vậy thì nó sẽ ok. Còn nếu mà bạn theo một cái style năng động trẻ trung thì đây mình nghĩ rằng không phải là một cái style như vậy hợp với độ tuổi 18-20, và nó vẫn có sự già hơn so với tuổi. Còn nếu mà độ tuổi đẹp nhất mặc gương này mình nghĩ là các bạn 23 tuổi, các bạn đã ra đi làm, và cái nhiệt độ phù hợp của Latafa Asad đối với cá nhân mình thì mình nghĩ rằng nó sẽ đâu đó còn tầm dưới 30 độ là ok, vì cái độ tỏa của nó về sau nó không thực sự quá tốt, nên các bạn có thể mặc vào những ngày trời nó hơi nắng nắng một tí, ok, không sao cả, chứ nó không như em Dior Sauvage Elixir. Và chốt lại một câu thì Latafa Asad có đáng mua hay không? Thì ở trên mức độ là một cái phiên bản clone của Dior Sauvage Elixir, câu trả lời rằng không đáng mua. Còn nếu mà trên góc độ là một chai nước hoa riêng biệt thì hãy định hình rõ phong cách của bạn hướng tới, thì Latafa Asad ở tầm giá đâu đó dưới một củ khoai mình thấy vẫn rất ổn, đặc biệt là mùa thu và đầu đông em này mặc hoàn toàn tốt, và là mỗi người mới đi làm. Còn các bạn đã xài chưa thì rất là mong các bạn có thể chia sẻ cảm nhận ở bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.